Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ. Trong chuyên mục ngày hôm nay, sau phần tin có phóng sự bác nạm cải tạo vườn mận. Trước tiên, mời quý vị khán giả cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị khán giả, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành chủ trì hội nghị nghiệm thu dự án xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Cạn. Sau 2 năm triển khai thực hiện, dự án đã tiến hành đánh giá hiện trạng hoạt động hợp tác xã Côn Minh huyện Rì để có các biện pháp giúp đỡ bằng các hoạt động như tham quan học tập, đào tạo tập huấn về quản lý nhà nước, từ đó giúp cho ban giám đốc hợp tác xã các thành viên nâng cao năng lực quản trị điều hành, xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý sản xuất theo các quy định hiện hành về hợp tác xã kiểu mới, hỗ trợ xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu miến rong, tiến hành kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm miến rong do các thành viên hợp tác xã sản xuất ra xây dựng 5 ha mô hình thông canh cây rong giềng theo hướng Việt Gáp, tăng năng suất củ tươi bình quân trên 15% so với sản xuất đại trà, năng suất tinh bột khô tăng 36%, tinh bột nước tăng 2,3%, hàm lượng tinh bột khô tăng 8,14%. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận dự án được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, kết quả đạt được của dự án chưa cao. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án trình bày rõ phần đánh giá hiện trạng hoạt động của hợp tác xã Côn Minh bổ sung thêm số liệu báo cáo và đánh giá kết quả hợp tác xã sau thời gian thực hiện dự án theo đúng tiêu chí xếp loại hợp tác xã tại hướng dẫn số 155 LMHT XVN CSPT ngày 7 tháng 3 năm 2016 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Phần hiệu quả kinh tế xã hội của dự án cần đánh giá cụ thể, chứng minh được cơ sở thực tiễn, khoa học đối với công tác phát triển hợp tác xã kiểu mới, phù hợp với điều kiện của địa phương, đúng với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước. Các thành viên hội đồng khoa học và công nghệ trên ngành tỉnh nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả xếp loại đạt yêu cầu. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2016-2020. Hội thảo đã nghe 9 báo cáo chuyên đề, 2 báo cáo tham luận của các ngành, các huyện, thành phố đánh giá phân tích Thực trạng sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn những năm qua, kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp theo từng lĩnh vực, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, phát triển một số cây trồng có thế mạnh, tạo thành hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Sau 3 năm thực hiện đề án, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch như chỉ tiêu sản xuất lúa chất lượng cao được 3.500 trên 1.000 ha kế hoạch đạt 350%. Trồng thâm canh tăng năng suất 3.000 ha rau đạt 100% kế hoạch, trồng rừng được 97.000 ha trên 80.000 ha. Bên cạnh một số chỉ tiêu đạt, một số chỉ tiêu kết quả đạt thấp, có nguy cơ không đạt được như chỉ tiêu trồng cây rong giềng, cây thuốc lá, trồng rau ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo hữu cơ, việt gáp, phát triển mô hình trang trại. Các đại biểu đã thảo luận phân tích đánh giá những thuận lợi khó khăn trong việc triển khai thực hiện đề án, như kế hoạch đưa ra một số chỉ tiêu chưa sát với thực tiễn sản xuất, nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp còn thấp, chưa tương xứng. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện tại một số địa phương chưa thực sự quyết liệt đồng bộ chưa có giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Để sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững trong những năm tới, cần lồng ghép các chương trình để hỗ trợ phát triển sản xuất, cần tập trung vào từng loại sản phẩm cụ thể, các chỉ tiêu khi đưa ra cần phù hợp với thực tiễn sản xuất. Sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội thảo phản biện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2020-2025. Tầm nhìn đến năm 2035. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, dự phát biểu chỉ đạo hội thảo. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận nhất trí cho rằng việc xây dựng đề án là cần thiết. Đề án được thực hiện sẽ tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của ngành nông nghiệp nói riêng để nâng cao giá trị gia tăng của từng ngành hàng theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cơ quan được giao chủ trì xây dựng đề án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần đánh giá sâu các mục tiêu đã đạt được chưa đạt được theo từng lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, dược liệu. Phân tích những hạn chế khó khăn trong việc thực hiện từng chỉ tiêu, từ đó xác định cần phải cơ cấu lại lĩnh vực nào, các sản phẩm ô cốp cần phải cụ thể hơn theo hướng sản phẩm quốc gia, sản phẩm cấp tỉnh, sản phẩm địa phương, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Bổ sung phần dự toán kinh phí để thực hiện đề án theo từng giai đoạn. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan được giao chủ trì xây dựng đề án tiếp thu các ý kiến hoàn thiện đề án, trình cấp các thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ngày 8 tháng 5 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 1309 BK HCN TTRA về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử. Tại tỉnh Bắc Cạn, trong tháng 10 năm 2019, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với đội quản lý thị trường các huyện, thành phố tổ chức tiến hành cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử. Nội dung thanh tra tập trung vào việc công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy CR, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với 24 loại thiết bị điện, điện tử. Trong đó, 13 loại thiết bị điện, điện tử áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử QCVN4 2009 BK HCN sửa đổi 12016 2016 QCVN4 2009 BK HCN 11 loại thiết bị áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự QCVN9 2012 BK HCN sửa đổi 12018 2018 QCVN9 2012 BKHCN. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 14 cơ sở kinh doanh thiết bị điện điện tử trên địa bàn tỉnh. Thông qua đợt thanh tra đã hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm điện điện tử, phòng ngừa phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện những sơ hở bất cập trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, từ đó kiến nghị, đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những biện pháp khắc phục, góp phần hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn do điện gây chập cháy, hủy hoại tài sản, gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Thưa quý vị khán giả, nhằm nâng cao năng suất chất lượng quả mận sớm của địa phương, huyện Bắc Nạm đã phối hợp thực hiện cải tạo vườn mận. Đây được xem là giải pháp thiết thực góp phần xây dựng thương hiệu cho vùng mận Bắc Nạm theo hướng phát triển bền vững. Hơn 400 gốc mận sớm này đã có thời điểm đem lại cho gia đình anh Đông Văn Hưởng ở thôn Thôm Mèo, xã Xuân La, thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng một vụ. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, năng suất chất lượng quả mận của gia đình anh Hưởng giảm mạnh do cây mận đã trồng lâu năm. Để khắc phục tình trạng này, vừa qua gia đình đã tham gia mô hình cải tạo cây mận không đồng đều, năng suất thấp do Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Cạn tổ chức. Được hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật như ghép cải tạo, cắt tỉa tạo tán, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng hy vọng năng suất chất lượng quả mận sẽ sớm được cải thiện. Mấy năm nay là quả không nên nữa. Là vào cách đây vài tháng là cán bộ vào đây là giúp đỡ nhân dân là cải tạo được vườn mận. Bây giờ cũng đang chương trình ghép với là bôi vôi xong là lấy phân xuống gốc. Hiện nay toàn huyện Bắc Nạm có khoảng trên 100 ha cây mận sớm đã cho thu hoạch, trong đó có nhiều diện tích hơn chục năm tuổi, không được chăm sóc cải tạo lại nên năng suất giảm hoặc chất lượng quả không cao. Do đó, từ cuối năm 2018, huyện Bắc Nạm đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn triển khai thực hiện dự án, điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải tạo vườn mận không đồng đều năng suất thấp tại huyện Bắc Nạm, Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn giai đoạn từ nay cho đến năm 2021. Thời điểm này dự án đã xây dựng được một mô hình cải tạo 5 ha mận tại thôn Thôm Mèo, xã Xuân La. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ, người dân tham gia dự án được chuyển giao kỹ thuật ghép giống mận tam hoa với mật độ phù hợp tại các vườn mận chín sớm, được hướng dẫn kỹ thuật đốn tỉa chăm sóc cây. Mục tiêu đưa ra của dự án là sẽ kéo tăng năng suất vườn mận từ 10 đến 15% sau khi cải tạo. Có dự án của Sở Khoa học Công nghệ về cái việc đánh giá cái về cây mận trên sớm tại địa bàn xã Sơn La thì với thực hiện hơn 3 ha với của 5 hộ dân và cũng hiện nay thì chỗ Sở Khoa học Công nghệ cũng đang phối hợp với xã để thực hiện các bước ghép cái cành mận tam hoa lên cái cái mận trên sớm. Chúng tôi cũng hy vọng là nó sẽ đạt được cái hiệu quả theo kế hoạch, sau khi mô hình thu về kết quả vào vụ mận đấu năm sau, sẽ tổ chức hội thảo đầu bờ để đánh giá kết quả xây dựng mô hình. Từ đó đưa các mô hình thâm canh cây mận có hiệu quả ra sản xuất đại trà nhằm đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Chuyên mục khoa học và công nghệ của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.